chào các bạn. Các bạn ơi, cái hoa mà mình đang quay cho các bạn xem đây, loại hoa này có tên là hoa dừa cạn này các bạn. Loại hoa này ở dưới miền Tây cũng có một chỗ mà trồng loại hoa dừa cạn này rất là nhiều luôn đó các bạn. Vì mình nghe nói là cái loại hoa này nó có, nó cũng là một loại thuốc để chữa bệnh đó. Nhưng mà mình cũng không biết rõ là nó chữa bệnh gì, nhưng mà người ta biết là thuốc chữa bệnh cho nên người ta trồng cả vườn đó các bạn. Loại hoa dừa cạn này nó nhiều màu lắm các bạn ơi. Như khi nãy mình quay cho các bạn coi là cái màu hồng mà truyền thống là cái loại hoa đó là chỗ nào cũng có. Còn riêng một số hoa mà mình đang quay cho các bạn xem đây thì là của những nhà vườn mà người ta trồng để bán vào những dịp Tết đó các bạn. Rất nhiều màu luôn nè các bạn ha. Màu đỏ, rồi màu hồng, rồi màu hồng nhạt, rồi màu hồng, rồi cái nhụy trắng. Nghĩa là cái loại hoa dừa cạn này theo như mình được biết chắc có lẽ là trên 10 màu các bạn. Loại hoa này mình thấy nó dân dã, nó mộc mạc, nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình thấy cái hoa nó cũng đẹp lắm đó nha các bạn ha. Nhìn cái hoa nó tròn tròn bé bé xinh xinh nha các bạn nha.